Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng. Và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Chị Hương Liên ạ, và chuỗi ngày nắng lần này ở miền Bắc thì còn kéo dài đến bao giờ vậy ạ? Vâng, Hương Thảo, dự báo là chuỗi ngày nắng ở miền Bắc cũng như là thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài đến giữa tuần sau. Nhiệt độ buổi trưa khoảng 29 đến 31 độ. Từ thứ năm trở đi sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời bắt đầu có mưa và càng đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ càng giảm, giữa trưa chỉ còn 25-26 độ, trời se lạnh. Dạ vâng, còn phía nam thì tình hình chiều cường đã xuống hẳn hay chưa chị Hương Ly? Và ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì con chiều cũng đã rút nhanh xuống còn quanh mức báo động 1. Tuy nhiên là ở miền Tây Nam Bộ, con nước vẫn còn khá cao do tốc độ chiều xuống khá chậm. Dự báo chiều tối nay, mực nước ở Cần Thơ và Vĩnh Long vẫn còn quanh mức báo động 3. Tình trạng ngập lụt vẫn còn xảy ra ở các vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch. Về thời tiết thì không đáng ngại vì hôm nay mưa giảm hẳn, nhiều nơi ở Nam Bộ có nắng cả ngày. Miền Đông Nam Bộ khá nóng, nhiệt độ tăng cao 33-34 độ. Miền Tây Nam Bộ có phần dịu hơn 31-32 độ. Tây Nguyên và Trung Bộ hôm nay cũng dứt mưa, nắng liên tục từ sáng đến cuối chiều. Các thành phố nhiệt độ dao động trong khoảng 27-31 độ. Trên biển, đáng chú ý là cơn bão Nange sau khi quét qua Philippines, sáng sớm nay nó đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7, cường độ cấp 10, giật cấp 12. Dự báo là trong 1-2 ngày tới, nó tiếp tục mạnh thêm và đi theo hướng Tây Tây Bắc, sau là Bắc Tây Bắc. Hoàn lưu của bão chủ yếu gây thời tiết xấu trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ Đông. Quanh huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa dông, gió giật mạnh cấp 8, cấp 9 và gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Còn ở huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa dông, đề phòng lốc xoáy, gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Dạ vâng, và cảm ơn chị Hương Liên với những dự báo thời tiết vừa rồi.